Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến toàn quốc và triển khai một số nhiệm vụ công tác mặt trận cuối năm 2019. Công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học Triệu Việt Vương và căn cứ đầm Dạ Trạch đã cơ bản hoàn tất. Kho bạc nhà nước huyện Văn Giang có 100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhiều cửa hàng bán đồ chơi truyền thống dịp Tết Trung Thu. Bắt giữ hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Hiện tượng mạng và sự lệch chuẩn văn hóa trong giới trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và triển khai một số nhiệm vụ công tác mặt trận cuối năm 2019. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành liên quan đã ấn nút khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến toàn quốc. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu từ nay đến cuối năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như chuẩn bị các điều kiện tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội. Thực hiện nghiêm túc việc đưa nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vào cuộc sống, xây dựng quỹ vì người nghèo, tổ chức các hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phạm Thị Tuyến yêu cầu mỗi đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, chuẩn bị ít nhất một nội dung để tham luận tại đại hội, yêu cầu các phòng chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực chuẩn bị triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2019, tích cực nâng cấp trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Theo kế hoạch, vào ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân tổ chức hội thảo khoa học Triệu Việt Vương và căn cứ đầm Dạ Trạch tại huyện Khoai Châu. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho hội thảo đã cơ bản hoàn tất. Ngay khi có kế hoạch tổ chức hội thảo Triệu Việt Vương và căn cứ đầm Dạ Trạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hai cuộc họp triển khai, phân công công việc cho các thành viên ban tổ chức. Tại các cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định hội thảo lần này là nhằm làm rõ thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Triệu Việt Vương trong lịch sử dân tộc thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương nói chung, lịch sử tỉnh Hưng Yên nói riêng, tầm vóc ý nghĩa lịch sử to lớn của thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Lương dưới sự lãnh đạo của Triệu Việt Vương giành lại và bảo vệ độc lập cho dân tộc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các nhà khoa học đưa ra những giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể liên quan tới Triệu Việt Vương tại Hưng Yên và các địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức, trong đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân tổ chức hội thảo, tổng hợp các bài tham luận tham gia hội thảo, in ấn kỷ yếu hội thảo. Hiện đã có 23 bài tham luận gửi về ban tổ chức. Công tác biên tập và in sách cũng đã được hoàn thành. Tuy lượng bài tham luận gửi về không nhiều, nhưng đều là những bài chất lượng của các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành. Qua tổng hợp thì đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được 23 cái tham luận của các nhà khoa học, của các cái viện nghiên cứu đầu ngành ở trung ương cũng như là các cái địa phương. Thì trong đó thì cũng có rất nhiều các cái bài tham luận có chất lượng của các cái tác giả, các nhà khoa học uy tín đầu ngành ở trên các lĩnh vực. Thì hiện nay thì các cái tham luận này thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân thì biên tập để chúng tôi sẽ in cái tài liệu để phục vụ cho hội thảo. Đến thời điểm này,
công tác chuẩn bị cho hội thảo đang được huyện Khoai Châu gấp rút chuẩn bị và cơ bản hoàn tất, nhất là các mặt công tác như chuẩn bị cơ sở vật chất hội trường tổ chức hội thảo, công tác thông tin tuyên truyền về sự kiện để đông đảo người dân nắm bắt thông tin, công tác lễ tân, đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được chú trọng thực hiện. Tại đền thờ Triệu Việt Vương tại xã An Vĩ, nơi tổ chức lễ dâng hương trước khi vào hội thảo cũng được trang trí cờ hoa rực rỡ. Chúng tôi cũng ý thức được đây vừa là cái vinh dự, cũng là cái trách nhiệm để cho các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cụ thể là hai cái xã, Gia Trạch và xã An Vĩ. Chúng tôi chuẩn bị cho nó hết sức là chu đáo để đảm bảo cho cái việc hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp. Và cái việc này cũng là cái trách nhiệm của cấp ủy đảng nói chung và cũng là cái niềm tự hào của quê hương Khoai Châu, cũng như là căn cứ đầm Dạ Trạch ở trên địa bàn của chúng tôi. Hội thảo khoa học Triệu Việt Vương và căn cứ đầm Dạ Trạch có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp của Triệu Việt Vương trong lịch sử dân tộc thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương, khẳng định tài năng, nghệ thuật quân sự của Triệu Việt Vương trong kháng chiến chống quân Lương, đánh giá những giá trị lịch sử văn hóa của hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, lễ hội có liên quan tới danh nhân Triệu Việt Vương trong giai đoạn hiện nay. Sau gần một năm triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Kho Bạc, đến nay trên địa bàn huyện Văn Giang đã có 72 đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện. Đây là địa phương có tỷ lệ đạt cao nhất tỉnh. Đến hết tháng 8, tổng số đơn vị gửi hồ sơ yêu cầu thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến tại huyện Văn Giang thành công là 72 trên 72. Thanh toán thành công qua dịch vụ công trực tuyến là 8.600 hồ sơ trên tổng số gần 20.000 chứng từ giao dịch, chiếm 100% các yêu cầu thanh toán kinh phí thường xuyên tại Kho Bạc. Theo đánh giá chung của các cơ quan cho thấy, hiệu quả ứng dụng gửi nhận kết quả trả lời mang lại lợi ích thiết thực cụ thể, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, lãnh đạo đơn vị ngày một tốt hơn, tiết kiệm thời gian xử lý công việc, chi phí hành chính thuận tiện, tránh việc có thể giả mạo chữ ký và con dấu. Để có được kết quả này, Kho Bạc Nhà nước huyện Văn Giang đã gửi văn bản tuyên truyền và trao đổi trực tiếp tới kế toán chủ tài khoản đơn vị sử dụng ngân sách biết được lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công, đồng thời thành lập tổ hỗ trợ dịch vụ công và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai hỗ trợ thao tác, kê khai hồ sơ đăng ký sử dụng. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các hội viên, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tham gia buổi tuyên truyền, hơn 150 doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã được phổ biến những kiến thức căn bản về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, quy định về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa. Hội nghị đã giới thiệu một số hàng hóa dịch vụ uy tín, chất lượng để người tiêu dùng tham khảo, những lưu ý để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Theo tổng hợp của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 7 năm nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 64% dự toán. Đây là tỷ lệ và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây. Tuy vậy, nhiệm vụ thu thuế nội địa từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn và ngành thuế cần có các giải pháp để hoàn thành dự toán được giao. 7 tháng đầu năm nay, trừ thu tiền sử dụng đất, chi cục thuế huyện Văn Lâm thu được 174 tỷ đồng, đạt 69% dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước. Đa số các khoản thu đều đạt cao, riêng thu thuế ngoài quốc doanh đạt 75% dự toán cả năm. Có được kết quả này, chi cục thuế huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Cái lậu thuế là phải tập trung cương quyết là cưỡng chế cái lợi thuế, nhất là những cái đơn vị mà lợi thuế mà cố tình nợ rồi kéo dài, số lợi lớn, và đặc biệt là cái lợi tiền thuế đất. Vì Văn Lâm hiện tại thì cái tiền thuế đất ý thì lợi cũng tương đối lớn, và các đơn vị này thực sự là khó thu. Cơ quan thuế đã cưỡng chế hóa đơn rồi nhưng vẫn chưa thu được nhiều, rà soát cái nguồn thu rồi khai thác nguồn thu, đấy là cái mà thường xuyên phải làm cái việc đấy.
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 7, thu nội địa toàn tỉnh trên 6.100 tỷ đồng, đạt 64%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán, như thuế thu nhập cá nhân đạt 65%, thu tiền sử dụng đất đạt 112%, thu khai thác khoáng sản tài nguyên nước 138%, thu phí lệ phí 64%. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, tình hình thế giới và dịch bệnh, sự cạnh tranh của thị trường, một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước đến thời điểm hiện tại chưa đạt tiến độ dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cùng với đó, nợ thuế ở một số doanh nghiệp vẫn ở mức cao, tổng nợ thuế đến thời điểm hiện nay là trên 1.200 tỷ đồng, trong đó số nợ có khả năng thu gần 600 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn một số doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với tổng số nợ trên 400 tỷ đồng. Năm 2019, Bộ Tài chính giao dự toán cho Cục Thuế tỉnh Hưng Yên là 9.270 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao dự toán là 9.565 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là 8.050 tỷ đồng, tăng 12,68% so với năm 2018. Một cái nhiệm vụ không thiếu phần quan trọng đó là quyết liệt trong công tác thu hồi nợ động. Và ngành thuế thì sẽ đề ra các giải pháp là triển khai đồng bộ các biện pháp để thu hồi nợ theo quy trình quản lý nợ, phân công phân nhiệm cán bộ để thu hồi nợ đóng thuế và gắn trách nhiệm cán bộ thu nợ với từng doanh nghiệp, từng địa bàn thu nợ để làm thế nào đó thu nợ là cao nhất và không phát sinh tăng nợ xấu. Năm 2019 là năm giữ vai trò then chốt trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 và là năm thứ 3 tỉnh ta tự cân đối thu chi. Đây cũng là năm quan trọng khi các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước sẽ là cơ sở để đánh giá và giao nhiệm vụ tại Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự chung tay chia sẻ và chấp hành nộp thuế của các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc thu hút lực lượng lao động lớn, có biến động người chuyển đi và người chuyển đến cao hơn so với các doanh nghiệp ở một số lĩnh vực khác. Vì vậy, để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, các chế độ chính sách từ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đều được doanh nghiệp quan tâm ngày càng tốt hơn, trong khi giờ làm lại giảm. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp may. Tổng công ty may Hưng Yên là doanh nghiệp may lớn có quy mô hơn 2.000 lao động. Trải qua hơn 50 năm phát triển, công ty luôn duy trì là doanh nghiệp may thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt là tiền lương, tiền thưởng ngày càng tăng trong khi giờ làm giảm. Hai năm qua, công ty thực hiện không làm ngày chủ nhật. 6 tháng đầu năm 2019, thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng một người trên tháng. 4 năm liền được bình chọn là doanh nghiệp vì người lao động trên quy mô cả nước. Lao động trong ngành may là biến động rất lớn, nhưng mà với những chính sách của công ty từ trước đến nay, chẳng hạn quan tâm đến đời sống của người lao động, tiền lương của người lao động tăng theo hàng năm, ví dụ là 2018 tăng so với 2017 từ gần 10%, và là năm 2019 này thì tiền lương tăng so với 2018 là khoảng 5%, cho dù là cái đơn giá sản phẩm của năm nay, đơn giá mà chúng tôi ký được với khách hàng năm nay ấy, giảm so với năm 2018, nhưng nhờ năng suất lao động tăng, nhờ đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng suất lao động mà chúng tôi vẫn có điều kiện để tăng được lương cho người lao động. Từ năm 2015, doanh nghiệp may này đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Khoái Châu. Dù nằm ở địa điểm có ít nhà máy xí nghiệp, nhưng doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong thu hút nguồn lao động thời gian đầu. Bởi khi đó, thời gian làm việc trong ngày của công nhân thường kéo dài từ 10 đến 11 giờ. Từ năm 2018, công ty đầu tư dây chuyền tự động trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Năng suất lao động được cải thiện, thời gian làm việc giảm còn 9 giờ một ngày, giúp công ty thu hút được thêm nhiều lao động từ 800 người vào năm 2016, tăng lên 1.500 người vào năm 2019. Trước thì bọn em phải làm thời gian làm việc nó 10 đến 11 tiếng, nhưng bây giờ được các cấp, các bên lãnh đạo quan tâm đến đời sống của công nhân, thì bọn em giảm giờ làm xuống còn 9 đến 10 tiếng. Để chăm lo, có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 4 vạn lao động làm việc trong ngành may ở hơn 70 doanh nghiệp có quy mô từ 300 công nhân trở lên và hàng trăm cơ sở nhỏ, đứng thứ 5 toàn quốc về quy mô lao động trong lĩnh vực may và được đánh giá là tỉnh có đội ngũ lao động tay nghề cao.
Áp lực về thu hút nguồn lao động phục vụ sản xuất của doanh nghiệp là không hề nhỏ. Tuy nhiên, chính áp lực này lại tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động, bởi các doanh nghiệp đều thực hiện nhiều giải pháp để giảm giờ làm, tăng thu nhập để thu hút nguồn nhân lực. Nhằm đẩy mạnh liên kết sản xuất, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ phát triển lên thành sản xuất hàng hóa tập trung, đến nay, huyện Tiên Lữ đã thành lập được 14 hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả. Trong đó, một số xã thành lập được nhiều hợp tác xã kiểu mới là Thiện Phiến có 3 hợp tác xã, Minh Phượng 2 hợp tác xã, Thủ Sĩ 2 hợp tác xã. Nhìn chung, các hợp tác xã kiểu mới đã đi vào hoạt động bước đầu ổn định có hiệu quả. Thông qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch của địa phương, góp phần đẩy mạnh thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm chủ lực. Được biết hiện các hợp tác xã đang tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng xếp hạng các sản phẩm theo chương trình OCOP huyện đã đăng ký như rau an toàn, lúa giống, nấm ăn, nấm dược liệu, lợn thịt, bò thịt vào cuối năm nay. Tết Trung Thu đang đến gần. Mặc dù lượng đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc vẫn còn khá nhiều, nhưng năm nay mặt hàng đồ chơi truyền thống đã được bày bán nhiều hơn tại các cửa hàng ở thành phố Hưng Yên. Nguyên nhân hút khách của mặt hàng đồ chơi truyền thống là vì được làm bằng tre, nứa, giấy, gỗ nên tính an toàn cao hơn các đồ chơi bằng nhựa. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống, có giá thành dao động từ 15.000 đồng đến hơn 100.000 đồng tùy vào kích cỡ. Việc lựa chọn các loại đồ chơi truyền thống không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi mà còn giúp giữ gìn các trò chơi truyền thống và hạn chế rác thải nhựa, thân thiện với môi trường. Đội cảnh sát đường thủy vừa phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường công an tỉnh và công an xã Bình Minh, huyện Khoái Châu bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép quy mô lớn. Sau thời gian lập kế hoạch đấu tranh, vào lúc 3 giờ ngày 9 tháng 9 trên sông Hồng thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tổ công tác phát hiện 2 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Lực lượng chức năng xác định tại thời điểm này, trên tàu hút cát biển số BN0816 do Nguyễn Thị Linh, trưởng nhóm đã khai thác trái phép được gần 200 mét khối cát và tàu có ký hiệu VR0702-4597 do Vũ Văn Tình, trưởng nhóm đã hút được 300 mét khối. Đáng chú ý, hoạt động khai thác cát trái phép mới diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng đã gần đầy khoang tàu. Bước đầu các đối tượng liên quan khai nhận về hành vi khai thác cát trái phép, các phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh hoàn tất hồ sơ và xử lý theo pháp luật. Hưởng ứng kế hoạch số 76 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động gương mẫu đi đầu thực hiện nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng những việc làm cụ thể. Trong các cuộc họp của Ủy ban Nhân dân huyện đã không còn sử dụng chai nước bằng nhựa mà thay vào đó là bình nước, cốc thủy tinh, qua đó giảm được rác thải nhựa xả ra môi trường. Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động quán triệt các phòng ban không sử dụng các sản phẩm nhựa một lần như chai nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa, đĩa nhựa thay thế bằng cốc, đĩa thủy tinh, sành sứ. Mục tiêu hướng tới là dần thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần, túi ni lông khó phân hủy của công chức, viên chức ở cơ quan và trong gia đình mình. Hiện nay, nhiều trường mầm non ở huyện Phù Cừ thiếu phòng học, gây khó khăn cho công tác nuôi dạy trẻ. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cừ, toàn huyện còn thiếu 26 phòng học ở bậc học mầm non theo quy định. Trong đó có 16 phòng học cấp 4 đã được xây dựng từ vài chục năm về trước, cơ sở vật chất xuống cấp, tiêu biểu là trường mầm non Nguyên Hòa, Minh Tiến, Tống Phan và Tam Đa. Trường mầm non Nguyên Hòa có 3 điểm trường, trong đó điểm trường La Tiến là trung tâm, được xây dựng từ năm 1980. Tại đây chỉ có 2 phòng học còn đảm bảo đúng quy định. Trường mầm non Minh Tiến có 15 phòng học, nhưng chỉ có 3 phòng đạt chuẩn. Nhà trường phải tận dụng lán xe, nhà kho và bếp ăn làm lớp học. Việc này đã gây khó khăn cho công tác nuôi dạy trẻ. Thời gian gần đây, một số nhân vật trên mạng xã hội có những hành vi lệch chuẩn văn hóa, nhưng lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ, thậm chí là sự hưởng ứng bắt chước, coi như thần tượng, đã đặt ra bài toán về định hướng văn hóa cho giới trẻ hiện nay. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một loạt các tài khoản YouTube như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Quang Rambo, đều đưa lên mạng các video về lối sống giang hồ, coi thường pháp luật như đánh nhau, đốt phá xe máy, hít bóng cười hay đánh bạc. Nhưng kỳ lạ thay, những kênh này lại có số lượng lớn người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ. Thậm chí có những tài khoản YouTube bị cơ quan quản lý nhà nước xóa khỏi mạng, nhưng trước đó, những nội dung này đã được giới trẻ chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.
Cháu rất hay xem YouTube, xem một mình ạ. Cháu biết nhân vật Khá Bảnh, cháu muốn quà ạ. Em thường xem Phúc XO và Khá Bảnh, là trong video là chửi bậy nói tục rất nhiều. Khi em xem YouTube thì em thấy Dương Minh Tuyền, Khá Bảnh, còn lối sống theo kiểu xã hội đen em xem để ra biết. Em thấy các bạn trẻ cũng bắt chước hành động như thế. Đặc biệt ở nhiều gia đình, đôi khi do bố mẹ bận nên đã để các con nhỏ tự ý xem YouTube, dẫn đến việc trang mạng tự chạy các video với nội dung bạo lực. Lâu dần, nhiều em nhỏ dù mới chỉ 3-4 tuổi đã thuộc lầu các nội dung đấy. Giang hồ hát sẽ đón người ghế nữa. Giang hồ một người mặc áo trắng sẽ đó, đeo một tay kính, cầm dao, sạch vào một người sẽ đó chết. Liệu rằng việc trẻ em xem nhiều các video về các nhân vật có lối sống giang hồ có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ sau này? Trẻ mà khi tiếp cận nhiều với mạng xã hội thì qua những cái thông tin đa dạng, đa chiều trên mạng xã hội thì ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ. Và trẻ sẽ có thể học theo hoặc là làm theo những cái hiện tượng ở trên mạng đó và có những cái suy nghĩ, có những hành động lệch chuẩn văn hóa. Để hạn chế hiện tượng lệch chuẩn đạo đức trên mạng xã hội, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 một cách sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm tới giới trẻ. Và hơn hết, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục đạo đức học sinh, giúp các em nhận thức được đúng vấn đề, biết kiểm soát cảm xúc tiêu cực, hình thành những hành vi và cách ứng xử tích cực trước mọi tình huống trong cuộc sống cũng như học tập. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.